Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta còn nhớ ở thời kỳ đỉnh dịch Covid thì hầu như rất nhiều người bị Covid, và sau khi nhiễm Covid chúng ta thường có những triệu chứng ví dụ như là đau rát họng và ho khan kéo dài mãi ra, và có nhiều người đã tìm rất nhiều các vị thuốc Tây cũng như các vị thuốc Đông y rồi thực phẩm chức năng để điều trị, để hỗ trợ, và nhiều người thì may mắn đã chấm dứt nhưng có nhiều người thì kéo dài mãi mà không khỏi được. Và có rất nhiều người bị các dòng cảm cúm thông thường, cúm mùa, sau đó thì chúng ta cũng đau rát họng và ho mãi. Rồi những người phải làm những công việc ví dụ như là thuyết trình nhiều này, giảng dạy nhiều này, ca hát nhiều, nói nhiều, vân vân, thì cũng dẫn đến là bị rát họng, bị khản tiếng, bị mất tiếng. Và những người bị viêm xoang thì do cái dịch của nó chảy từ trên mũi xuống dưới họng, đặc biệt là đêm chúng ta nằm ấy, dẫn đến cái tình trạng là luôn luôn đau rát họng, thậm chí là viêm họng. Thì các bạn thấy là trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những cái bài thuốc dân gian của người Việt Nam chúng ta, có nhiều dòng họ ở nhiều vùng quê cũng có nhiều cái bài thuốc bí truyền để giúp cho các bạn có thể điều trị được những cái triệu chứng mà tôi vừa nói ở trên. Thì từ thực tế là một người sử dụng thì tôi thấy có một cái sản phẩm này rất là hay, xin phép được mách cho các bạn được biết. Thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là bổ phổi BB, các bạn nhớ nhé, đó là bổ phổi BB, đọc các bạn đọc là bổ phổi BB, đọc ra tiếng Anh chúng ta đọc là bổ phổi BB. Thế các bạn thân mến, các bạn nghe giọng nói của tôi thì các bạn cũng nhận ra rồi, có lẽ là tôi cũng vừa ốm dậy và giọng vẫn còn đang khàn đặc. Thì đầu mùa bao giờ cũng thế, một là như anh em nam chúng ta thì cứ hay nhậu nhạt, sau đó thì nước đá nào rồi thì bia lạnh. Đấy, rồi thì đêm ngủ có khi là mệt quá lại bật điều hòa để lạnh quá, cho nên là hay bị viêm họng, và đặc biệt là trong cái điều kiện như thế thì dễ bị cảm cúm, và tôi chính là nạn nhân của cái thói quen sinh hoạt như thế. Thế các bạn thấy là trước mắt các bạn là những sản phẩm mà tôi thấy là khi sử dụng thì nó sẽ giúp cho các bạn khắc phục luôn những cái tình trạng, một là tôi vừa nêu ở trên ấy, một là ho khan này, ho có đờm này, ho kéo dài dai dẳng và dẫn đến là rát, đau rát họng đấy. Rồi đặc biệt là những người mà chúng ta bị mất giọng nói đấy, trong cái quá trình mà chúng ta làm việc, ví dụ nói nhiều, thuyết trình nhiều, giảng dạy nhiều, ca hát nhiều, bị khan giọng, bị mất tiếng. Rồi những người mà như tôi vừa nói ở trên do viêm xoang thì cũng dẫn đến là đau rát họng. Thì các bạn nhìn thấy đây là một trong những sản phẩm được cấp phép bởi các cơ quan y tế. Và các bạn nhìn thấy đây này, đó chính là cao bổ phổi BB. Các bạn thấy thành phần của nó là có mật ong, rồi có bạch hợp, rồi có mạch môn, xạ cam, rồi cát cánh, trần bì, tía tô, cam thảo. Các bạn thấy rõ thành phần. Rồi công dụng của nó đó là hỗ trợ bổ phổi này, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, rồi khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Đã dùng được cho trẻ từ 6 tuổi đến 12 tuổi đấy, rồi người lớn. Và các bạn thấy rất rõ các thông tin về sản xuất đây này, các bạn có thể check mã vạch đấy, để tìm ra thông tin. Sản phẩm này thì được cung cấp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Queen BB đấy, Việt Nam, có địa chỉ ở số nhà 22, các bạn biết rồi đấy, 140-6 Nguyễn Xiển và Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Và giá của một hộp này là 260.000, niêm yết rất rõ ràng ở trên bao bì này. Các bạn thấy đây là một cái sản phẩm được cấp phép bởi các cơ quan y tế, và các bạn thấy là có ghi đầy đủ các công thức cũng như là cái phương pháp và cái cách thức sử dụng. Và bản thân tôi thì tôi nói với các bạn rồi, khi các bạn mở một cái lọ, một cái hộp này ra này, thì các bạn để ý cho tôi, nếu như cái lọ còn nguyên ấy thì cái tem này này, cái tem này của nó sẽ chưa bị rách. Đấy, cái tem này này chưa bị rách. Còn cái lọ này tôi đang sử dụng dở, tôi bày để tôi quảng cáo giới thiệu với các bạn, và tôi trực tiếp sẽ uống luôn để các bạn nhìn thấy. Đấy. Sử dụng cái này thì các bạn thấy rất là tuyệt vời ở cái chỗ là cái giọng nói chúng ta nó lập tức là trở lại trong trẻo. Và những người mà ho dai dẳng, đấy, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, đặc biệt là đau rát họng các bạn nhé. Đau rát họng thì nó sẽ làm cho các bạn rất là khó chịu, nuốt cái gì nó cũng mắc mắc, đau đau rát rát rất là khó chịu. Và sử dụng cái sản phẩm như tôi đang dùng này này, uống đều đặn, và các bạn sẽ thấy là ngay lập tức sẽ chấm dứt được cái tình trạng khó chịu như tôi vừa nói ở trên. Do thành phần của nó chủ yếu là từ mật ong, cho nên các bạn thấy là cái vị ngọt của nó cũng rất là tự nhiên. Đối với những cái sản phẩm như thế này thì các bạn có nhu cầu mua hoặc tìm hiểu kỹ hơn, các bạn có thể gọi điện theo cái số điện thoại đang nổi ở phía dưới ấy. Đấy, thì các bạn có thể kết bạn vào Facebook Xuân Thanh và kết bạn vào số điện thoại Zalo đang hiển thị phía dưới hoặc phía trên góc trái của màn hình để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm. Uống cái này nó rất là dễ chịu, nó không như một số cái vị thuốc mà các bạn mua ngoài hiệu thuốc Tây cũng là những dòng như thế này, nhưng uống thường nó có cái cảm giác rất là khó chịu, nó lợm giọng.
Nhưng các bạn thấy cái vị này uống nó ngọt, nó như là mật ong rất là tự nhiên. Mà cùng với những cái vị thuốc như các bạn thấy có cả tía tô đấy. Mà tía tô thì là một cái vị thuốc rất là quý. Ở Nhật Bản thì các bạn thấy tía tô người ta trọng dụng lắm. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thế, trong nhậu Nhật thì chúng ta thường vẫn hay sử dụng rất nhiều cái rau sống, gọi rau gia vị, thì trong đó có cái lá tía tô cũng là một trong những cái vị rất là tuyệt vời. Các bạn thân mến, xin mách các bạn một sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy. Nếu các bạn có nhu cầu mua cứ gọi điện theo số điện thoại đang hiển thị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.